Anh chào các bạn. Lòng biết ơn là một trong những sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ này. Khi bạn khai thác sức mạnh của lòng biết ơn, bạn sẽ nhận thấy một số điều đáng kinh ngạc bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của mình, những điều mà bạn không bao giờ ngờ tới. Lòng biết ơn có sức mạnh biến đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Lòng biết ơn giúp bạn thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình. Khi bạn biết ơn, bạn đang tập trung một cách có mục đích vào những điều tốt đẹp tất cả nhận thức của bạn được trao cho những điều tốt đẹp đang chảy vào cuộc sống của bạn và với sự tập trung này bạn đang thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình và bạn cũng nên nhớ rằng khi bạn nói tiêu cực phàn nàn hoặc ghen tị bạn sẽ thu hút thêm những điều đó vào cuộc sống của mình vậy thì cái nào bạn muốn thu hút hơn trở thành một người biết ơn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn về tổng thể. Khi chúng ta biết ơn, năng lượng của chúng ta được dành để biết ơn tất cả những món quà mà chúng ta có trong cuộc sống. Chúng ta biết ơn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta biết ơn nhiều hơn và chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Nếu bạn muốn hạnh phúc hơn, hãy bắt đầu thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn làm sâu sắc thêm các mối quan hệ của bạn khi chúng ta cảm ơn mọi người điều đó khiến họ muốn ở bên chúng ta nhiều hơn lòng biết ơn là sự trao đổi năng lượng tích cực giữa hai người tất cả chúng ta thà ở bên một người biết ơn hơn là ở bên một người luôn phàn nàn luôn không vui luôn cào nhào vì vậy khi chúng ta biết ơn mọi người điều đó sẽ thu hút họ đến với chúng ta họ muốn ở bên chúng ta nhiều hơn và điều tuyệt vời nhất là họ trở nên biết ơn hơn Lòng bí cơn giúp tăng cường sức khỏe tinh thần của bạn Lòng bí cơn có một số lợi ích sức khỏe tinh thần rất cụ thể Bao gồm giảm những cảm xúc độc hại như là ghen tị, tức giận và hối tiếc Những người sống cuộc sống của họ trong lòng bí cơn Có mức độ căng thẳng và trầm cảm thấp hơn Và lòng bí cơn giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn Ngoài việc cải thiện sức khỏe tinh thần sống một cuộc sống biết cơn cũng có tác động thực sự trực tiếp và tích cực đến sức khỏe thể chất của bạn các lợi ích bao gồm ít đau đớn về thể chất hơn giấc ngủ ngon hơn và chất lượng hơn khi bạn biết cơn bạn tập trung vào phước lành đến với cuộc sống của mình sự tốt lành mà bạn có thay vì những thứ bạn không có tăng mức độ biết cơn của bạn làm tăng mức độ lạc quan tổng thể của bạn và những gì bạn tập trung vào nó sẽ mở rộng cảm giác hạnh phúc và lạc quan của bạn tăng lên và đột nhiên mọi thứ dường như đều có thể bạn cởi mở với sự phong phú và vì vậy sự phong phú sẽ đến với bạn bạn nâng cao cá tính của bạn lòng bí cơn có thể thay đổi đáng kể tính cách của bạn theo hướng tốt hơn theo một số cách bạn trở nên lạc quan hơn bạn ít tập trung vào những thứ vật chất bạn được kết nối về mặt tinh thần nhiều hơn. Bạn trở nên ít tự cho mình là trung tâm hơn. Bạn có lòng tự trọng lớn hơn. Bạn kiên cường hơn về mặt cảm xúc. Bạn cảm thấy thoải mái hơn. Việc tạo ra năng lượng biết ơn cần chúng ta thực hành những hành động thực cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như nhiều thứ trong cuộc sống điều khiến bạn khác biệt với những người khác, đó chính là nỗ lực làm việc. Lòng biết ơn cũng vậy hãy chăm chỉ nuôi dưỡng lòng biết ơn và bạn sẽ được đền đáp bằng năng lượng của lòng biết ơn năng lượng biết ơn mở rộng trái tim bạn bởi vì chúng ta chỉ có thể thực sự trải nghiệm lòng biết ơn khi trái tim của chúng ta rộng mở lòng biết ơn trở thành một kỹ năng học được để trực tiếp mở rộng trái tim của chúng ta mở trái tim của bạn và nó mở tâm trí của bạn trở nên tò mò về môi trường xung quanh và kết nối với những người xung quanh bạn. Hãy có mặt trong thời điểm này. Hãy hoàn thành bài tập sau đây bằng bút và giấy của bạn. Bạn có một quyển nhật ký về lòng biết ơn. Hãy ghi ngài ở góc trên cùng bên phải của trang nhật ký của bạn. Đặt hẹn giờ trong 5 phút. Đặt tiêu đề cho trang Tôi biết ơn vì một điều gì đó mà bạn quan sát trong ngày của mình. Viết ra những suy nghĩ của bạn trong 5 phút. Hãy đọc nhật ký của bạn cho chính mình hoặc chia sẻ với bạn bè. Khi bạn viết nhật ký về lòng biết ơn mỗi ngày sẽ giúp tăng trưởng lòng biết ơn của bạn. Bạn nhìn thấy rõ ràng những gì bạn đang trải qua, những gì bạn có được trong cuộc đời này. Và chính vì điều này sẽ thu hút rất nhiều điều phước lành và may mắn vào trong cuộc sống của bạn. Và sau đây, Quốc Anh hướng dẫn các bạn những câu thần chú tích cực về lòng biết ơn bạn có thể lắng nghe lặp đi lặp lại những câu thần chú này để giúp tăng trưởng năng lượng của lòng biết ơn tôi càng biết ơn tôi càng tìm thấy nhiều lý do để tiếp tục con đường biết ơn tôi có thể dễ dàng tìm thấy nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình mà tôi biết ơn lòng biết ơn đến với tôi một cách dễ dàng vì tôi cởi mở với tất cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống của tôi tôi tin rằng cuộc sống nên được sống với một thái độ tích cực khi tôi trở nên biết ơn hơn cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cảm giác biết ơn cho phép tôi đánh giá cao tất cả những điều tuyệt vời mà thế giới mang lại khi tôi cảm thấy mình tiêu cực tôi nhắc nhở bản thân mình về tất cả những điều trong cuộc sống mà tôi biết ơn tôi ngay lập tức cảm thấy tốt hơn và tích cực hơn những người xung quanh tôi cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ biết ơn của tôi. Họ nhận thấy điều đó và cũng cảm thấy tốt hơn về cuộc sống của họ. Điều này khiến tôi thậm chí có nhiều khả năng biết ơn hơn trong tương lai. Tôi muốn có ảnh hưởng tích cực đến người khác. Được đánh giá cao là đầy lợi thế. Hôm nay, tôi muốn chú ý đến những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình và giúp những người khác làm điều tương tự. Tôi càng biết ơn thì càng có nhiều điều tốt xảy ra để tôi biết ơn lòng biết ơn là một quy luật tối cao trong vũ trụ này chúng ta càng biết ơn chúng ta càng trở nên giàu có bởi vì chúng ta luôn thấy những điều tốt đẹp mà chúng ta có trong cuộc đời này để chúng ta biết ơn chính điều này sẽ thu hút rất nhiều những nguồn năng lượng rung động cao rất nhiều những nguồn lực từ vũ trụ những phước lành may mắn trợ lực cho chúng ta trong quá trình biểu hiện ước nguyện của chúng ta trở thành sự thật. Và chúng ta hãy thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Biết ơn tất cả, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Càng biết ơn, càng trở nên giàu có. Càng biết ơn, hầu vần càng tốt đẹp. Quốc Anh hy vọng rằng qua chủ đề video lần này, mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.